Một nhóm các doanh nghiệp tại Busan, Hàn Quốc hôm qua cho biết, ước tính có khoảng 11.000 lao động đứng trước nguy cơ mất việc nếu hãng tàu biển Hanjin Shipping Global lớn nhất nước này không được cứu sau khi đệ đơn xin phá sản cách đây ít ngày. Theo đại diện phía cảng biển Busan, cảng biển lớn thứ 5 tại Hàn Quốc, trước mắt đã có ít nhất 1.000 tài xế phải đối diện với tình trạng thất nghiệp sau khi thông tin phá sản của Hanjin Shipping Global bất ngờ được công bố. Bởi Hanjin hiện đang nắm giữ lượng giao dịch chiếm đến 50% tổng số container vận chuyển tại cảng này. Khoảng 1.000 nhân viên khác của Hanjin cũng không được trả lương trong vòng 3-4 tháng này. Tổng số tiền mà doanh nghiệp này nợ người lao động có thể lên đến 42 tỷ won, tức khoảng 39 triệu đô la Mỹ. Ngày 7 tháng 9, khoảng 500 công nhân đã tập trung trước cửa văn phòng chính của Korean Air tại Seoul để đòi quyền lợi. Korean Air là đơn vị cấp vốn và hiện đang là cổ đông lớn nhất của Hanjin.